Các bạn ạ, trước khi bắt đầu video thì mình có một điều muốn nói với các bạn, đó là các bạn biết đấy, trên báo đài bây giờ các bạn thấy là ở Úc đang xảy ra một cái thảm họa cháy rừng dẫn tới là hàng trăm triệu con động vật chết, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy cũng như là rất nhiều người đã thiệt mạng. Thì đây là những cái hình ảnh này, giờ cây cối rồi xe cộ bị cháy xém rồi động vật chết cháy này các thứ rất là tang thương. Nên là các bạn nếu có khả năng ý thì ngay bây giờ có thể xuống cái link đầu tiên phía dưới phần mô tả của mình. Cái link đó sẽ dẫn tới cái trang ủng hộ của Hội Chữ Thập Đỏ bên Úc. Và ở đây các bạn có thể donate bất cứ số tiền nào mà các bạn có thể, thậm chí là 1 đô, 2 đô, 3, 4 đô. Có nhiều thì donate nhiều mà ít thì donate ít, không sao cả, bao nhiêu cũng được. Thì hôm nay là mình đã donate 50 đô, nó không phải là nhiều nhưng mà nó gọi là một phần nào đó để giúp được họ. Đây là cái lời cảm ơn như là cái biên lai của họ. Thì bất cứ bạn nào có khả năng thì ngay bây giờ có thể xuống cái link phía mô tả và hãy donate bất cứ một số tiền nào, dù nhỏ dù lớn đều có tác dụng. Và chung tay thì chúng ta có thể thay đổi. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với video. Rồi thì cùng quay trở lại với Plague Evil, từ game mà chúng ta lây nhiễm dịch bệnh ra toàn nhân loại. Hôm nay và ngày mai sẽ là hai tập cuối các bạn ạ. Chúng ta còn hôm nay thôi, và ngày mai nữa sẽ là tập cuối. Và hôm nay chúng ta chơi một con gọi là con nanovirus. Thì cái con này là virus nhưng cùng lúc nó lại là robot. Nó được tạo nên bởi con người để chữa bệnh. Nhưng mà không may thay có một hacker xâm nhập hệ thống của nó và biến nó thành một loại virus sinh người. Yes, dương hacker, nộp tiền ở đây nếu không các bạn sẽ mất lịch Facebook ngày hôm nay. Ok, thì chúng ta sẽ chơi... mình không biết đó, chắc là tàn bạo đi. Mặc dù là mình không chơi nhiều lắm nhưng mà ok. Và hay gọi tên con virus này là Dương Hacker. Chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, thì các bạn ạ, đặc điểm của loại virus này tức là ngay sau khi nó bị hack bởi Dương Hacker thì an ninh mạng đã phát hiện luôn ra mình là người hack. Và họ sẽ tìm cách để chữa trị ngay từ lúc ban đầu bằng cách là họ phát ra một cái đoạn mã. Mà cứ gặp cái đoạn mã này thì con virus của mình sẽ chết. Đó, thì việc của mình bây giờ đầu tiên đó là sẽ tìm một nơi để nhiễm bệnh. Thứ hai đó là mình sẽ cần phải giảm cái tốc độ lan truyền của cái đoạn mã đấy vào các máy tính. Ok, hãy đến Trung Quốc đi. Ok, và bắt đầu lấy đàn Trung Quốc. Các bạn ý nhá, chính vì cái việc là họ phát hiện ra ngay nên là cái thuốc chữa được lấy ngay bây giờ này, 2% luôn. Kinh không? Và nó sẽ tiếp tục tăng lên qua thời gian và tăng liên tục như thế. Không phải là mình có thời gian để còn ngồi điều chỉnh đâu. Nên là bây giờ hãy vào đây, hãy vào triệu chứng đi. Và hãy cho nó một số triệu chứng để lây lan như kiểu là u nang này, áp xe này, mất ngủ này, hoang tưởng này, ho này. Tăng cho con nó một cái khả năng đó là phân mảnh sóng chữa bệnh. Thì nó sẽ hack vào hệ thống phát sóng để ngăn những cái sóng chữa bệnh đấy, nó tiêu diệt con virus của mình. Ok, và mình muốn cho nó buồn nôn. Ok, thì những cái việc này sẽ giúp nó lây lan nhiều hơn qua nhiều đường hơn, kiểu hôn môi này, hay là kiểu ăn cùng nhau này, ngủ cùng nhau, đánh răng cùng nhau, hay là kiểu thông. Ôi dồi ôi, nó chưa được 24% rồi, nhanh dã man. Ok, bây giờ hãy cho nó một cái khả năng đó là kháng thuốc này và củng cố gen 1, cùng với đó là mình muốn nó truyền nhiễm nhanh hơn. Nó chưa được 31% rồi, mình cần phải giảm khả năng chữa bệnh của nó. Ok, hãy vào phần truyền nhiễm và cho nó lây lan qua nước đi, nước 1 đi. Và hãy vào phần triệu chứng cho nó siêu nhạy cảm để khó chữa hơn, chứng liệt và hôn mê, để cho người ta cái mức độ nghiêm trọng này tăng cao thì cái phần trăm chữa sẽ giảm đi, xem đúng không nhá. Đúng rồi, 48%. Yes, nó khó chữa hơn thì mình có thêm thiểu nhiều thời gian hơn. Ok, đã có người chết rồi cơ à. Nhanh vãi cả linh hồn, cố lên nào. Ok, nó lây sang Nga rồi và sang cái nước khác rồi, hay quá. Nó bùng nổ rồi, hay quá, cái nước khác bùng nổ quá đạo. Cái này phải là đánh nhanh thắng nhanh thì mới ăn được. Oh my god, sang Mỹ rồi, sang dân chủ rồi, trời ơi. Úc cũng dính rồi, hay quá, hay quá. Ok, hãy vào đây và mình muốn nâng cấp cái củng cố gen 2 để làm giảm tốc độ nghiên cứu thuốc chữa bệnh của bọn nó. Và mình muốn nó kháng lạnh 1 và 2. Ok, và sau đó mình muốn có một triệu chứng khác, đó là nôn cùng với phát ban, thiếu máu, loãng máu và đổ mồ hôi để giúp nó lây truyền còn nhanh hơn nữa. Và mình muốn nó truyền nhiễm qua nước 2 đi, để có thể là đi qua tàu thuyền sang các nước có đảo thì nó sẽ ok hơn trong cái việc là tương lai sau này. Chưa 85% rồi cả, nhanh phết nhở. Bây giờ nhá, nó 90% rồi, nghe có vẻ là nguy hiểm nhưng mà bây giờ mình có thể vào đây nâng cấp cái các nguyên tố được ổn định. Thì cái này nó sẽ giúp mình bảo vệ khỏi cái đoạn sóng đấy, làm giảm cái tiến trình của đoạn sóng, khiến cho người ta phải nghiên cứu lại một đoạn sóng mới. Đó, và hãy cho nó kháng thuốc 2 đi để lây lan sang các nước giàu. Các bạn nhìn này, cái tỷ lệ chuẩn bị giảm xuống đến 91 nhá, 61%, hay chưa. Yes, yes, come on. Wow, nhiều lây lan này, định mệnh kinh khủng thật.
Đấy, mình tưởng là chết rồi đúng không? Các bạn tưởng mình đi rồi đúng không? Nhưng không, không, không. No, mình còn dài lắm. Ok, nào hãy vào đây, nâng cấp tiếp cho nó cái triệu chứng xem nào. Mình muốn cho nó triệu chứng đó là viêm và tổn thương da để cho lây nhiễm nhiều hơn. Nhìn này, tổn thương da phát lây nhiễm kinh không. Ok, hãy cho nó viêm phổi này, hắt xì này, đó, để giúp lây nhiễm nhanh hơn. Và sau đó hãy cho lây nhiễm qua không khí và siêu hạt để lấy nhiễm sang tất cả các quốc gia. Ui, nhìn Greenland kìa. Yes, yes boy. Ok. Nhưng mà bây giờ các nước nóng như kiểu Trung Phi các thứ cũng vẫn còn khá là cứng đầu. Hãy cho nó một cái nâng cấp theo. Nâng cấp ở các nước nóng đi, khả năng lây truyền nhanh hơn ở các nước nóng. Và hãy cho nó xâm phạm mã hóa để bắt người ta nghiên cứu lại một đoạn mã khác. Đó, chuẩn bị giảm được 76 này, 59%, còn hay hơn nữa. Yes, yes. Ok các bạn nhìn này, những cái nước nóng này. Trời ơi, yeah, không còn nước nào khỏe mạnh nữa, dính hết rồi. Để xem nào, còn Maroc. Như vậy là còn đúng một nước cuối cùng còn khỏe mạnh, đó là Maroc ở đây. À, Maroc vẫn chưa nào bị nhiễm. À, dính rồi. Sống thế nào được mà sống. Ok, mình khá là ngon đấy, tính cái thời điểm này mình khá là ngon đấy các bạn ạ. Maroc nhiễm rồi, sớm thôi là cả thế giới sẽ bị nhiễm xem nào. Ok, không còn ai khỏe mạnh trên toàn thế giới. Yes, không còn ai khỏe mạnh trên toàn thế giới thì chúng ta hãy vào đây. Hãy nâng cấp cái triệu chứng, đó là triệu chứng hỏng hết nội tạng. Nhìn khả năng chết người của nó đây. Đó, vì không còn khỏe mạnh nữa thì bây giờ mình cần giết người thật là nhanh. Sau đó hãy nâng cấp cái hoại tử này. Ok, hãy nâng cấp cái sốt xuất huyết này, và động kinh này, điên cuồng này, kiết lỵ này, tiêu chảy này, sơ phổi, ức chế miễn dịch, ôi tất cả. Tất cả thứ thời chết người. Tất cả luôn coi gì này. Ba mạch của mình đầy hết. Nhìn số người chết này. Vãi cái linh hồn. Mỗi giây phải giết được cả tỷ người ạ. Oh my god. Oh my god. Đánh siêu nhanh, thắng siêu khủng. Win. Win rồi đúng không? Win chưa? Vẫn chưa win, gần win rồi. Ok hết người. Oh, mình chiến thắng. What? Oh, what? Yes. Ok. Như vậy là mình chiến thắng sau 452 ngày. Oh my god. Yes. Ok. Vì hôm nay vẫn còn một chút thời gian nữa, tại vì là mình thắng hơi nhanh, nên là mình sẽ cho các bạn chơi thêm một cái kịch bản chính nữa. Mình nghĩ là mình sẽ chơi kịch bản, chắc là chơi thế giới trong gương đi, nghe vẻ hay này. Bước qua gương tới thế giới đảo ngược, nơi nóng trở nên lạnh và nơi lạnh trở nên nóng, nơi giàu trở nên nghèo, và bạn hiểu rồi đấy, dịch bệnh nào tốt nhất. Ok, ok, ok. À, với dịch bệnh giàu nghèo nóng này khác nhau, không biết nữa. Cái con nào thích ứng với môi trường tốt nhất? Chắc là cho virus đi. Chắc là cho virus, mình nghĩ là cho virus sẽ hợp lý nhất. Ok, hãy cho virus đi. Và chúng ta sẽ có thể bắt đầu. Ok, độ khó mình chưa chơi cái này bao giờ, nên là chắc là chơi cho tàn bạo thôi nhỉ. Ok, và cái dịch bệnh nóng lạnh thất thường này thì chắc chắn là dịch bệnh con gái rồi. Ok, vâng, dịch bệnh con gái nóng lạnh thất thường đây là toàn thế giới. Ok, tôi cùng thử lại nào. Thì bây giờ cho con gái bắt đầu ở đâu? Cho con gái ở đâu nhỉ? Con cú cua gai cho ở Việt Nam đi. Cho bắt đầu ở Việt Nam đi. Ở Đông Nam Á đi. Ok, ok. Rồi, thì không biết là cái dịch bệnh nó sẽ như thế nào. Việt Nam bây giờ sẽ thành một nước cực kỳ giàu. Mình quên bố mất. Việt Nam bây giờ thành nước giàu ấy, Đông Nam Á này, nước giàu. Nên là bây giờ chắc là cần phải có khả năng kháng thuốc đầu tiên. Tại vì là nước giàu của nó, y tế nó tốt lắm, thật sự. Thậm chí là Greenland cũng chẳng còn lạnh nữa cơ. Đấy, các bạn thấy không? Vì thuốc nó tốt quá mà, nên là lây mãi được hai người ạ. Sợ thật sự, mãi không lây được. Tại vì Việt Nam giàu quá thì cứ bọn Mỹ này thì chắc là chết hết. Bọn Mỹ này chắc sau chết hết này. Đột biến triệu chứng Una. Thôi kệ về cái triệu chứng đấy, mình không quan tâm lắm. Uầy, khó nhiễm ghê. Mãi có 20 người nhiễm ạ. Ok, hãy cho nó kháng thuốc 2 đi, để nhiễm nhanh hơn các nước giàu. Hy vọng là nó sẽ nhanh hơn. Ờ, nhanh hơn đấy, nhanh hơn nhiều đấy các bạn ạ. Được rồi, gần 100 người nhiễm rồi. Tốt, tốt, cứ như vậy là tốt. Bây giờ cho nó lây nhiễm qua khu vực, mình không biết nữa. Qua nước đi, tại vì là nước thì có thể đến các quốc đảo dễ hơn. Rồi, nó sang Indo rồi, hay quá. Con cái nóng lại thất thường, nó sang được Indo và Trung Quốc. Oh la la, và cả Ấn Độ. Oh la la, toàn những đông dân vãi cả linh hồn thì đã bị nhiễm. Trung Quốc là nước giàu rồi, thì bây giờ nó phải nước nghèo chứ nhỉ. Mà nó nghèo rồi thì đáng nghe là phải lây nhiễm nó nhanh hơn, chứ mình thấy nó vẫn hơi chậm thì phải. Cách nào để khiến Trung Quốc lây nhiễm nhanh hơn nhỉ?
chắc là phải nâng cấp cái gia súc đi, lấy những ở vùng nông thôn nhiều hơn. Ờ đúng, nâng cấp rồi. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Trời ơi, trời ơi. Ha, hãy nhìn bọn dân chủ này, hãy nhìn bọn dân chủ nhiếp nhanh không này. Các bạn để ý xem, bọn dân chủ này. Ôi giời, ngày xưa nó căng lắm, bây giờ các bạn để ý nó bùng nổ, chuẩn bị bùng nổ vỡ mồm này. Nào, bây giờ hãy cho nó lây nhiễm qua gia súc 2 này, sau đó là qua nước 2, qua không khí 2 và siêu hạt. Ok, và hãy cho nó khả năng củng cố gen và củng cố gen 2 để giúp nó kháng lại cái việc chữa bệnh. Ok, và cho nó cả kháng nóng nữa để cho nó lên được Greenland. Greenland bây giờ vẫn đang châu chó, Greenland bây giờ cần phải kháng nóng. Ôi nhìn dân chủ kìa, nhìn bọn dân chủ kìa. Nước nghèo khổ vãi. Nhiễm nhanh dã man thật sự các bạn. Nhìn xem, Greenland tính rồi. Vậy xem nhá, Greenland là kháng nóng đúng không? Bây giờ là mình nâng cấp kháng nóng này xem nào. Đó, kháng nóng nhiều vào thì Greenland sẽ nổ này. Nhìn xem, ui dồi ôi Greenland, ôi nhìn này, nhìn Greenland này. Ui dồi. Yes. Ok, còn một chút nữa thôi. Còn những nước dưới này, nước lạnh, Tây Phi thứ nước lạnh. Bây giờ là cần phải nâng cấp cả lạnh nữa. Ok, rồi. Rồi xong, Tây Phi cũng vỡ mồm. Ok, chứ nó 70% rồi này. Đây, cẩn thận. Cẩn thận nha. 79% rồi, hãy nâng cấp cái xáo trộn di chuyển 2. Ok, để cho bọn nó chữa chậm hơn. Và sau đó là chúng ta phải nâng cấp cái hôn mê. Nâng cấp hôn mê để cho bệnh trầm trọng hơn. À, my. Oh my, 65% rồi. Nào cho nó hỏng hết nội tạng đi. Ui chết người nhiều chưa? Hay quá. Nhìn này. Oh, em mình sắp thắng rồi. Nó chưa 82% nhưng mà kệ chứ. Thật sự 85% à. Không kịp đâu, kịp đâu được. Hãy cho nó sốc xuất huyết đi. Chữa nào được. Chữa nào được. Không còn ai khỏe mạnh cả thế giới. Đột biến chứng sốt rồi xong rồi. 89% vẫn chết rồi. Ok, kệ, không cần bấm cái gì nữa. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đếm ngược. Ai sẽ là người chết tiếp theo nào các bé? Rồi xong. Lại win rồi các bạn ạ. Yes. Yes. Ok, được của nó. Rồi thì có lẽ là tập này mình sẽ dừng ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày mai, là tập cuối cùng. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video sau. Và đừng quên, đó là nếu có thể hãy donate cho Úc nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Mình sẽ gặp.